Vị mẫu Mai Nhi trông con cứu mẹ. Bearing his son to save his mother. Hiếu nghĩa đôi đường rõ khó phân. Con còn cơ hội mẹ một lần. Trông con đào hiệt bày của báu, quách cự trời ban sạch nợ trần. Con dạy mẹ già điều được cứu, trời cao đất rộng đãi hiền nhân. Gia đình đoàn tụ nhờ ân đức, tích lũy dài lâu mới được phần. Ấy, anh về rồi à? À, cơm chín chưa vậy em? Cơm cũng sắp chín rồi, anh đi rửa mặt trước đi. Được, anh đi đây. Mẹ, đứa trẻ còn nhỏ nên cần phải ăn nhiều thêm. Mẹ, đứa con còn nhỏ, ăn không có bao nhiêu. Cũng chính vì còn nhỏ nên mới cần ăn nhiều thêm để cho mau lớn lên. Mẹ luôn lấy thức ăn cho đứa nhỏ, tự mình còn không no, làm sao mà được. Cũng tại chúng ta nghèo quá đi, không thể phụng dưỡng tốt mẹ được. Hiện tại mẹ còn nhường cơm không ăn, anh cũng thấy bất nhẫn. Anh thật cũng không muốn nuôi con mình nữa. Ơi, con mình cũng thật tội nghiệp. Đã 3 tuổi rồi mà nhìn như 2 tuổi cũng không tới. Cũng là do ăn uống không có bao nhiêu. Các con đang ở đó nói gì? Sao giờ còn không ngủ? Không có gì đâu mẹ ạ, chúng con đi ngủ đây. Ê, nương tử, anh đã có cách rồi. Là cách gì? Chúng ta có thể bỏ đứa con rồi đem chôn nó đi. Thế làm sao mà được? Anh cũng không đành lòng. Nhưng mà nếu có đứa con ở lại thì mẹ không được no. Còn như không có thì mẹ sẽ không bị đói nữa. Thật không còn phương pháp nào khác nữa sao? Anh đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ chỉ còn có cách này mà thôi. Ôi, mình nói cũng phải. Đây là cái gì vậy? Anh cũng không biết, hình như là cái hũ thì phải. Cái hũ này sao lại ở đây? Hãy đợi anh đào lên xem. Xem ra trời cao cũng biết chúng ta hôm nay muốn chôn con, nên quan tài cũng chuẩn bị trang hoàng chu đáo luôn. Xem ra có thể để con mình vào trong này. Hả? Hũ vàng này sao lại ở đây? Trời ơi, đây thật là nhiều vàng quá. Là của ai giấu? Phải làm sao đây? Anh cũng không biết. Sao chúng ta không đi báo quan? Dù sao đi nữa, hũ vàng này cũng không rõ lai lịch. Đúng đó, tiền tài bất nghĩa thì không nên lấy. Nếu không phải của mình thì chúng ta cũng chẳng muốn. Anh xem, trên hũ vàng này có viết mấy chữ đó. Người làm quan không được lấy về, dân chúng cũng không thể mang đi. Vậy là sao? Thật khó hiểu. Đây quả là trời cao ban cho chúng ta đó. Đứa con cũng được cứu rồi, mẹ cũng được cứu nữa. Quách Cừ sinh vào đời nhà Hán là một người rất nghèo khổ. Hai vợ chồng có được một mụn con, lại còn mẹ già cần phụng dưỡng. Mẹ ông vì tuổi đã già nên răng rụng hết và không ăn cơm được. Hằng ngày chỉ nhờ uống sữa của người con dâu, vợ của Quách Cừ.
Thế nhưng sau khi vợ chồng Quách Cự sinh thêm một đứa con thì người con dâu không thể nào có đủ sữa cho cả bà lẫn cháu, cho nên bà phải chịu đói mà cháu cũng chẳng no. Quách Cự nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên giải quyết như thế nào mới phải. Nếu để dành sữa cho mẹ già thì con thơ sẽ chết vì khát sữa, nhưng nếu chỉ dành sữa cho con thì mẹ già đành phải chịu đói. Vốn là một người con chí hiếu không ai bằng, Quách Cự bàn với vợ: vợ chồng ta hãy còn trẻ, sau này vẫn có thể có thêm được con. Bây giờ chúng ta bỏ đứa con này để lo phụng dưỡng mẹ già trước. Mẹ nay tuổi hạc đã cao, chẳng còn ở với chúng ta được bao lâu nữa, chúng ta cần phải săn sóc hầu hạ mẹ cho chu đáo. Vợ Quách Cự mặc dù không đành đoạn bỏ con, nhưng vì hiếu đạo nên phải dằn lòng, cố nén đau thương nói rằng: vâng, mình nói cũng phải. Thế là sau khi bàn bạc, hai vợ chồng Quách Cự liền chuẩn bị mang con đến một nơi hoang vắng xa thành phố để chôn. Cả hai vợ chồng cưng chiều nâng niu đứa bé như một báu vật, nhưng nay lại phải đành lòng đem con đi chôn sống. Thế nhưng khi họ đào hố thì lạ thay, đào lên toàn là vàng với bạc, và trên những thỏi vàng thỏi bạc ấy đều có dòng chữ: trời ban cho hiếu tử Quách Cự. Có kệ khen rằng: Quách Cự tư cung thân, Mai Nhi nguyện mẫu tồn, Hoàng Kim thiên sở tứ, Quan Thái diệu hàng môn. Quách Cự nghĩ nuôi mẹ, chôn con mong mẫu còn, trời ban vàng dưới huyệt, chiếu sáng cảnh cơ hàng.